Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban chấp hành, trưởng văn phòng đại diện Công đoàn Y dược Việt Nam khu vực phía Nam. Kính thưa đồng chí Võ Phi Đạt Long, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, trưởng ban tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Lê Thị Thị Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chị Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ chức, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ Nữ chức Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Trần Thanh Bảo, Tân Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các đồng chí trong ban chấp hành, đặc biệt là các bạn trong ban chấp hành không đăng ký nhiệm kỳ mới. Chính vì vậy mà người ấy rất là muốn ngồi ở phía dưới để chia tay, tâm sự, nắm tay những đồng chí đã từng chia sẻ với trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Kính thưa tất cả các đồng chí trong bộ công đoàn tham dự buổi tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Lời đầu tiên cô gái xin bày tỏ lòng cảm ơn, biết ơn và tri ân vì công đoàn thành phố đã tổ chức buổi chia tay này. Cô gái xin nhưng có đồng chí Nguyễn Thành Đô ở đây thì cô gái xin được nhờ đồng chí chuyển lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của cô gái đến với ban thường vụ, các ban chuyên đề của liên đoàn thành phố đã luôn luôn sẽ chia luôn luôn tạo nhiều điều kiện để cô gái hoàn thành nhiệm vụ của mình với vai trò chủ tịch công đoàn thành phố trong thời gian vừa qua. Rất là cảm ơn vì các đồng chí đã hết lòng hết sức chăm lo hỗ trợ cho công đoàn thành phố để thực hiện được trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, các đồng chí luôn tạo điều kiện cho công đoàn thành phố có sự kết nối phối hợp với liên đoàn các quận huyện để có thể chăm lo cho đội ngũ từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở mà công đoàn liên thành phố không quản lý trực tiếp. Chính các đồng chí đã tạo mối liên kết đó vô cùng quý giá để công đoàn thành phố làm được những điều này, và đó là điều cô em mong mỏi nhất. Qua đồng chí Nguyễn Thành Đô sẽ tiếp tục chuyển lời đến các đồng chí trong ban thường vụ thấu hiểu những hoạt động của ngành nghề để tạo điều kiện cho công đoàn thành phố không những thời gian vừa qua mà trong giai đoạn tiếp theo thì công đoàn thành phố dù không quản lý trực tiếp các công đoàn cơ sở các mầm non tiểu học trung học cơ sở nhưng vẫn có một cái sự kết nối liên thông để giáo dục ngành nghề sẽ tiếp nối trong thời gian tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn sâu sắc với tình cảm đối với người chị Vũ Thị Ngọc, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành và phụ trách trưởng văn phòng phụ trách phía Nam, và chuyển lời nhà chị gửi đến chị Phạm Ngọc Quanh, hai người chị thân thương dù ở bất cứ hội nghị nào, hội thi nào, dù gần hay xa, và các chị cũng đã đồng hành đến Sở Lao Thành An để chia sẻ với công đoàn thành phố. Trong đó ba em bị thi ấy xin rất biết ơn và cảm ơn, xin tri ân và rất mong hai chị cũng sẽ tiếp tục đồng hành với ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ khóa mới. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, trước đây là lãnh đạo liên đoàn thành phố, sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục đồng hành chia sẻ với chúng em với tất cả những cái khó khăn, những cái kinh nghiệm. Xin cảm ơn, xin nhờ cô Lê Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở, xin chuyển lời cảm ơn đến các đồng chí trong ban giám đốc đã có sự phối hợp tạo nhiều điều kiện để ban chấp hành công đoàn giáo dục thành phố. Trong quá trình phối hợp đó, chúng ta đã tạo được mối quan hệ hết sức hài hòa giữa lãnh đạo ban giám đốc sở và công đoàn thành phố để từ ngành đến cơ sở được lan tỏa mối liên hệ đoàn kết đó để từ cơ sở đã hoạt động tốt trong nhiệm kỳ vừa qua. Để dẫu rằng có những khó khăn đó chúng ta cũng có thể vượt qua để tạo nên những cái thành tích, thành quả chung của ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Xin đặc biệt cảm ơn đồng chí Võ Phi Đạt Long, cô gái có thời gian được làm đồng chí đấy của đồng chí Võ Phi Đạt Long trong ủy viên ban thường vụ đảng ủy, một đồng chí mà rất là chia sẻ đồng hành với những khó khăn của công đoàn thành phố trong mọi công tác, và các đồng chí đã đến vùng sâu vùng xa cùng chúng tôi, và thậm chí là hai đảo xa xôi và ở ngay cả các tỉnh khó khăn. Mong rằng với vai trò trưởng ban tổ chức đảng ủy sở, ủy viên thường vụ, đồng chí sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho công tác nhân sự, cho tất cả các hoạt động về công tác tổ chức cho công đoàn thành phố trong thời gian tiếp theo. Với ban chấp hành công đoàn khóa 11, thật sự cô gái dành rất là nhiều tình cảm, phải nói là rất là biết
đơn vị cơ sở của mình. Đó là điều mà cô gái mong mỏi nhất. Cô ấy kính chúc cho công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả công đoàn cơ sở chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và sẽ làm được tốt hơn để làm sao truyền thống của công đoàn giáo dục thành phố chúng ta đã qua 46 năm hình thành và phát triển sẽ tiếp tục tiếp nối. Và cô ấy rất là mong chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ giai đoạn đầu tiên thầy Phan Xuân Nam đã qua đời, vị thứ hai thầy Nguyễn Kim Hứa cũng đã qua đời, còn lại là thầy Nguyễn Tiến Đạt, thầy Nguyễn Hữu Hùng, cô gái và tiếp nối là đồng chí Nguyễn Minh Bảo. Rất mong tất cả các bạn đang làm đang công tác tại công đoàn thành phố cũng như trong ban chấp hành sẽ tiếp tục kết nối làm sao cho các thế hệ cán bộ công đoàn chúng ta ngày một tiếp tục gắn kết và phát huy truyền thống đó để chúng ta cùng nhìn về một hướng để chúng ta xây dựng cho công đoàn thành phố chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Cô gái, chị gái rất là chia sẻ và cũng rất thấu hiểu cái sự khó khăn của công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này, và cô gái cũng rất là chia sẻ khi em Nguyễn Trịnh Thanh Bảo nhận cái vị trí chủ tịch trong giai đoạn này, giai đoạn sau đại hội, tuy nhiên nó cũng còn có những cái khó khăn riêng rất là nhiều. Với tất cả tình cảm với việc chung của công đoàn giáo dục Thành phố, cô gái, em gái tha thiết mong rằng với sự hiện diện của chị Vũ Thiên Ngọc, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục Việt Nam, một người chị cả thân thương công đoàn giáo dục thành phố của cái thành phố, mong chị sẽ hiểu những khó khăn của công đoàn giáo dục thành phố trong giai đoạn này, mong chị chuyển đến những thông tin, những thông điệp, những nguyện vọng của đoàn viên công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh để làm sao lời của mỗi thiết tha mà cô ấy đã phát biểu vào ngày 21 tháng 6 có nghĩa là trước đại hội một thời gian ngắn, mong rằng là chị Ngọc với vai trò phụ trách phía Nam sẽ tham mưu với ban thường vụ công đoàn giáo dục Việt Nam làm sao để công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ có chắc chắn ủy viên vào ban chấp hành công đoàn Việt Nam, và hơn nữa chúng em vẫn mong muốn là tiếp nối một cái truyền thống mà công đoàn Việt Nam rất thương yêu và tạo nhiều điều kiện công đoàn thành phố, thì sẽ có một ủy viên ban thường vụ công đoàn giáo dục thành phố là ủy viên thường vụ công đoàn giáo dục Việt Nam, để từ đó thì công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển những cái nội dung mà mình đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua và sẽ tiếp nối trong tương lai. Mong rằng cái sự động viên đó sẽ đến từ công đoàn giáo dục Việt Nam, và em cũng tin rằng thường vụ đảng ủy, ban giám đốc sở cũng như liên đoàn thành phố sẽ thấu hiểu và chia sẻ điều này. Đó là cái mong mỏi em muốn vì cái chung để công đoàn giáo dục thành phố sẽ tiếp tục phát triển. Và cô ấy rất cảm ơn cái video clip trình chiếu vừa rồi, cô ấy rất là cảm ơn những bạn đã âm thầm lặng lẽ là những điều, những cái hình ảnh mà cô ấy cũng cảm thấy bất ngờ và xúc động, rất cảm ơn và biết ơn. Cô ấy nghĩ rằng đó là cái sự tổng hợp của các bạn chắc là trong năm nữ công đoàn thành phố hoặc bằng trên phần đã thực hiện. Xin giữ mãi cái tình cảm trong thời gian phụ trách công tác nữ công và cảm ơn các đồng chí, các bạn rất là nhiều. Và trong đạo lý có cái đoạn cuối, dù chị ở nơi đâu, làm việc gì thì em mong là chị giảng mãi vui hạnh phúc và sẽ đóng góp công sức mình cho sự nghiệp giáo dục. Cô gái xin hứa và đã có rất là nhiều lần chia sẻ với chị Nguyễn Thị Ngọc. Chị Nguyễn Thị Ái, em Nguyễn Thị Ái của chị sẽ tiếp tục cống hiến và cho sự nghiệp giáo dục, dù rằng bất cứ ở nơi đâu, bởi vì ở nơi đâu em cũng không có suy nghĩ cục bộ, ở đâu nếu làm giáo dục thì mình cũng sẽ đóng góp công sức mình như nguyện vọng ước mơ. Điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất là em có con gái được trở thành, chị có đứa con gái đã trở thành giáo viên tại ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗi buồn cách đây 4 năm khi con trai không vào sư phạm mà tốt nghiệp đại học Bách Khoa, nhưng niềm hạnh phúc của vợ là khi mà trường đại học Bách Khoa đã giữ cháu lại để trợ giảng tại trường Bách Khoa và học tiếp để trở thành giáo viên chính thức. Đó là điều đạt được cuối cùng mà cô gái đã đạt được cho chính gia đình của mình. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành, chia sẻ và động viên rất nhiều trong quá trình cô gái công tác tại công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho tất cả các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các cán bộ
Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Gái và xin mời đồng chí Nguyễn Thị Gái sẽ